Ôi dù, bless you. Bless you là biết con. Tiếng Anh đó. Bless you. Taxi là bless you, là khi người khác taxi là mình nói bless you. À, nha. Giống như người dân gian mình nói là cơm cá vậy đó, đúng không? Người khác hoặc trẻ em taxi cái là mình nói cơm cá, mà con nói tiếng Anh là bless you. Con lặp lại theo chú được không? Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. You, you là bạn đó. Đúng rồi. Còn cái chữ kia là bless thì con nói là bless you. Còn bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không là how are you? Đúng chưa? Dạ. Ừ. How are you? Mấy con có muốn học tiếng Anh không? Chú dạy cho. Chú, bài có cô dạy. Có cô dạy rồi hả? Một bụi thôi hả con? Một bụi thôi hả? Ồ. Dạy quan chu chi pha phái nè. À, thêm chào hỏi nữa chứ. Có chuẩn bị chào hỏi rồi. Dạ. Nhưng mà chưa con, đúng rồi, what's your name? My name's who? Banana. Ủa, chuối. No, nêm hả? Banana là danh từ. Banana là quả chuối. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ con phải nói danh từ riêng chứ. Banana là danh từ chung. Oh. Đâu? Wow, fly cam đó.